phê buổi sáng. Cao nguyên vào mùa, em như hoa nắng tươi, đôi môi ngoan ngày nào và ly cà phê buổi sáng. Ôi đam mê. Anh xem nè, chị Khơ Lao đang tìm hiểu của nhà mạng về phân bón đầu mùa khô và đầu mùa mưa đó. Ủa vậy hả? Trời ơi, cái này mà anh biểu tiên anh nghe được chắc anh mừng lắm à. Mừng thiệt không? Trời, sao không mừng? Mặt cười vui vậy không chịu mừng nữa hả? Hôm nay anh qua đây á là nhờ em chỉ anh cách chăm sóc cây cà phê. Được rồi, em sẽ chỉ anh cách tưới nha. Đây, tưới như thế này á, gọi là tưới phép. À. Ừ. Còn tưới vào gốc á, mình gọi là tưới dí. À. Anh làm dạ thử rồi. Đi. À. Mình tưới như vậy á, người Kinh gọi là tưới mưa. Ừ. Còn mình gọi là tưới phép. Đúng rồi. Còn tưới như này, người Kinh gọi là tưới gốc, còn mình gọi là tưới dí, đúng không em? Đúng rồi, anh giỏi lắm. À, bây giờ em chỉ anh cách tỉa cành cây cà phê đi. Được rồi. Em chỉ anh cách tỉa cành nha. Trước hết á, là phải tỉa muôn hoa vàng, thấp xuống từ 5 đến 6 tấc để khỏi che cây cà phê. À. Còn tỉa nhánh á, là anh nhìn những nhánh nào mà tùm, héo úa. À. Anh phụ dưới gốc. Vậy là xong rồi đó. À, dễ quá. Ừ. Vậy mà anh không biết. Chị đây uống nước nè hai anh chị ơi. Anh cầm thôi. Đi này là có anh Điểu Tiên. Anh cảm ơn em. Còn đi này là có anh Điểu Phan. Anh cầm đi nha. Của anh luôn hả? Của anh đó. Còn cái này là của em. Ủa, vậy của chị đâu? Thì chị uống chung với anh Điểu Tiên mà. Đúng rồi. Cầm đi em uống chung, cho nó đậm đà khó quên. Em uống trước đi. Anh uống đi. Đã khác quá. Cảm ơn công ty đã quan tâm đến bà con. Đã chú ý đến vùng đất này cũng như những nghiên cứu về những giải pháp cho bà con chúng tôi. Tôi phải vận động bà con làm theo những gì mà giám đốc vừa mới nói. Có như thế thì mới làm giàu được. Bà con Tây Nguyên chúng tôi mơ ước là giải pháp của công ty nghiên cứu nhanh chóng để bà con áp dụng, ai ai cũng được giàu lên. Rất muốn công ty tổ chức nhiều đợt hơn, có nhiều nhà khoa học thường xuyên đến tận buôn làng xa xôi hướng dẫn cho nông dân cách trồng và chăm sóc cho cây cà phê. Tôi xin hứa với bà con, chúng tôi sẽ đáp ứng những gì bà con mong muốn và sẽ đưa đến những phân bón tốt nhất, giúp bà con mình giảm lượng phân bón mà vẫn đạt được năng suất cao. Như tôi nói, Bình Điền không chỉ cung cấp cho bà con phân bón tốt nhất mà còn cung cấp cho bà con giải pháp nhằm gia tăng năng suất, hiệu quả. Đúng rồi, chúng tôi xin cảm ơn. Chào Giang, chào ông chủ tịch. À, đi du lịch biển mới về đó phải không? Dạ. Sao cô, vui không cô? Trời ơi, vui quá trời quá đất luôn. Vậy hả? Cha sanh mẹ đẻ tới vợ, tôi mới đi biển lần đầu do công ty Bình Điền tổ chức đó. Ờ. Mà cô có tắm biển hay không? Ngắm thùng chứ đâu có dám tắm. Ủa sao vậy? Tại vì tôi thấy kỳ quá, nam nữ gì mà nó thở trần trụi trụi, tôi nhìn thấy tôi ngại, tôi không dám tắm. Đâu ngại. Chưa nữa, tối còn đi vô khách sạn ngủ nữa, tôi không có dám ngủ nữa. Ồ, cô sợ bị lạ chỗ hả? Không phải, tại vì ga niệm của người ta ra, ga niệm người ta cháu tư hả? Giờ cảm thấy tôi nghe tôi, nên tôi ngại quá, tôi mới đi vòng vòng khách sạn kiếm một cái chiếu. Trời đất ơi, trong khách sạn làm gì có chiếu đâu mà cô mượn. Thì bởi vì vậy, không có chiếu thôi, tôi về tôi ngủ làm sao mà sáng mấy đứa nhỏ nó gặp tôi nó cười quá trời. Nó nói tối có tám rủi gì mà nằm nửa trên nửa dưới. cao nguyên vào mùa, em như hoa nắng tươi, đôi
rồi xa.